Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Và bây giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ, Đức Giê-hô-va gọi Samuel. Người thưa rằng, có tôi đây. Đoạn, người chạy đến gần Hê-li mà rằng, có tôi đây vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng, hỡi Samuel. Samuel trỗi dậy đi đến cùng Hê-li mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Người đáp, hỡi con, ta không có kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả Samuel chưa biết Đức Giê-hô-va, lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Samuel lần thứ ba. Người trỗi dậy đi đến gần Hê-li mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng, hãy đi ngủ đi. Và nếu có ai gọi con hãy nói, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Vậy Samuel đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước, hỡi Samuel, hỡi Samuel. Samuel thưa, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng, này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ, ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng, ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng, tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Samuel nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người sợ, không dám thuật sự hiện thấy này cho Hê-li. Nhưng Hê-li gọi Samuel mà rằng, Samuel hỡi con, người thưa, có tôi đây. Hê-li nói, Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thí chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Samuel bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Hê-li đáp rằng, ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, cả Israel đều biết rằng Samuel được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel, khiến cho người biết lời của Ngài. Chương 4. Lời của Samuel được rao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Philistine và đóng trại gần Eben-Ezer, còn người Philistine đóng trại tại Aphek. Dân Philistine dàn trận đánh Israel. Lúc giáp trận, Israel bị dân Philistine đánh bại và giết tại chiến trường, ước 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng, cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Philistine đánh bại chúng ta?
chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô. Phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta. Nó ắt sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta. Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Si-lô. Từ đó, đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ngự giữa các cherubim. Hai con trai của Hê-li là Hophni và Phi-nê-a đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Israel đều reo tiếng vui mừng lớn đến nỗi đất phải rúng động. Khi dân Philistin nghe tiếng ấy bèn hỏi rằng, tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hebrew kia có nghĩa chi? Thì có người thuật cho chúng hay rằng, hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Philistin bèn sợ vì nói rằng, Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân, rồi la rằng, khốn nạn cho chúng ta thay. Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy, khốn nạn cho chúng ta thay, ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng dường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ai Cập đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philistin, hãy mạnh bạo, hãy nên mặt trượng phu, kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hebrew như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? Khá nên mặt trượng phu và chiến đấu đi. Vậy, dân Philistin chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. 3 vạn lính bộ trong Israel bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy. Còn 2 con trai Hê-li là Hophni và Phi-nê-a đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc, đến tại Si-lô nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Khi người ấy đến, Hê-li đang ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách áy náy, vì lòng Hê-li run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. Hê-li nghe tiếng la này thì nói, sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Hê-li. Vả Hê-li đã 98 tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Hê-li rằng, tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Hê-li hỏi rằng, hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng, Israel đã chạy trốn trước mặt dân Philistin, dân sự bị đại bại. Lại, 2 con trai của ông là Hophni và Phi-nê-a đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình, ở bên phía cửa, gãy cổ và chết, vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Con dâu người là vợ của Phi-nê-a đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời, cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng, chớ sợ chi, nàng đã sinh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Ichabod, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp, thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Chương 5. Dân Philistin lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Eben-Ezer tới Ách-Đốt. Đoạn, chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa-gôn, để ở bên Đa-gôn. Sáng ngày sau, dân Ách-Đốt dậy sớm, thấy Đa-gôn nằm sải mặt ấp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Đa-gôn đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau, chúng nó trở vào sớm. Đa-gôn lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Bởi cớ ấy cho đến ngày nay, những thầy cả của Đa-gôn và phàm người nào vào trong đền nó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa.
Nhưng tai Đức Giê-hô-va giáng họa lớn trên dân sự Ách Đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó, lấy bệnh trĩ lậu hành hại Ách Đốt và địa phận nó. Dân Ách Đốt thấy mình như vậy, bèn kêu la rằng: Hòm của Đức Chúa Trời Israel chớ ở nơi chúng ta, vì tai Ngài giáng họa lớn trên chúng ta và trên Đa-gôn là thần của chúng ta. Chúng sai sứ thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà hỏi rằng: Chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời của Israel? Các quan trưởng đáp: Phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến Gác. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Người ta vừa đem hòm đi thì tai Đức Giê-hô-va bèn phạt thành ấy, khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bây giờ, chúng nó sai gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ekron. Khi hòm đến, dân Ekron kêu la rằng: Người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cùng ta, đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta. Chúng nó sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà nói rằng: Hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đi, để nó trở về nơi cũ, và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết. Vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết. Tay Đức Giê-hô-va giáng họa tại đó cách dữ tợn. Những kẻ nào không chết thì bị bệnh trĩ lậu, và tiếng kêu la của thành lên đến tận trời. Chương 10. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này: Sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Phi-a-rơ, và Anrê là em người, Gia-cơ con của Cê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ, Philip cùng Ba-tê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thâu thuế, Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Cana-an, cùng Giu-đa Iscariốt là kẻ phản Đức Chúa Giê-xu. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi. Cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đã xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Xong khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ
mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebub, phương chi là người nhà. Vậy các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tăm hãy nói ra nơi sáng láng, và lời các ngươi nghe kề lỗ tai hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta. Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta? Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Chương 11. Vả, Đức Chúa Giê-xu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này, đặng đi giảng dạy trong các thành xứ đó. Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng khác chăng? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy về, thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy vì người đó mà có chép rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít. Nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Song từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép
và là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân. Nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ kêu la cùng bạn mình mà rằng: ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Vì dân đã đến, không ăn, không uống. Người ta nói rằng dân bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng: kia là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết. Song le, sự khôn ngoan được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Vì dân các thành mà Đức Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ rồi không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng: khốn nạn cho mày thành Corazin, khốn nạn cho mày thành Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay đem làm trong thành Tyre và Sidon, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai đội cho ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Tyre và thành Sidon sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, Capernaum là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày đem làm trong thành Sodom, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Vậy nên ta ra bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sodom sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Lúc đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng: hỡi Cha là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha ta đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Thi Thiên 70. Đức Chúa Trời ơi, xin mau mau giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau giúp đỡ tôi. Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi đều phải bị hổ thẹn và nhút nhơ. Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại tôi phải thối lại sau và bị mất cỡ. Nguyện kẻ nói rằng ha 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 ha, nguyện chúng nó phải thối lại sau vì cớ sự hổ thẹn chúng nó. Nguyện hết thảy người nào tìm cầu Chúa được mừng rỡ vui vẻ nơi Chúa. Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng đáng tôn Đức Chúa Trời oai nghi thay. Còn tôi bị khốn cùng và thiếu thốn, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy mau mau đến cùng tôi. Chúa là sự giúp đỡ tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ chậm trễ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.